Đây, đây cụ đang coi lại ba đồ cũ đây để kiếm xem cụ có đồ không nè. Mà hiện tại là không có đồ cũ của cụ đó, cho nên các mạnh thường quân ủng hộ đồ cho cụ mặc nha, ủng hộ đồ đẹp nha, đừng có tết này. Hiện tại là có đồ trẻ em nhiều mà chi thiếu đồ của cụ thiếu luôn. Cụ mình tết chứ, cụ mình tết chứ, giờ cụ không có tiền, cụ không không có đồ mình tết mà. Dạ, chính thế. Bye bye nha mọi người. Không có.